kế hoạch của mình là bay tới 25 quốc gia trong vòng khoảng 45 ngày, dùng một máy bay, một động cơ. Mình tên là Anh Thư, mình là giảng viên hàng không của Air Ventures Flying Club. Nguyễn Anh Thư là sáng lập viên kiêm chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận phụ nữ trong vũ trụ và hàng không, có trụ sở tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ. Chị đang cùng với tổ chức của mình lên kế hoạch cho một chuyến bay tham vọng, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên tự mình bay vòng quanh thế giới với một mục tiêu duy nhất. Trên toàn cầu thì chỉ có 5% phi công nữ thôi, nên Anh Thư muốn tăng số lượng này, truyền cảm hứng cho những phụ nữ và em bé để trở thành phi công trong tương lai. Trước khi Anh Thư sang Mỹ thì gia đình Anh Thư ở một làng quê rất là nghèo, tên là Hòa Xuân, Tuy Hòa ở Phú Yên. Ở quê có nhiều lần Anh Thư và mấy bạn nhỏ thường ra ngoài để xem máy bay. Thì mình cứ tự hỏi là tại sao lại có nhiều máy bay ở trên trời. Lên lớp 6, cả gia đình Anh Thư sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Những chiếc máy bay mà chị hay ngắm nhìn thời thơ ấu vẫn sâu đậm trong tâm trí của Anh Thư, nuôi giữ ước mơ trở thành phi công của cô gái nhỏ gốc Tuy Hòa. Lúc 16 tuổi thì Anh Thư có nói với ba là Anh Thư muốn làm phi công, nhưng mà lúc đó ba không có ủng hộ nhiều. Ba của Anh Thư có lý do để phản đối. Đối với ba, cô chỉ là một cô gái da vàng nhỏ bé, trường y là đích đến khả dĩ, chứ không phải là Học viện Không quân Hoa Kỳ. Anh Thư 18 tuổi thì mình nghĩ mình đang ở Mỹ, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ gì mình muốn, đúng không? Mình không cần phải hỏi ba nữa. Thì lúc đó Anh Thư bắt đầu tự mình đi học bay. Trốn nhà học bay đồng nghĩa với việc Anh Thư phải tự lo chi phí. Tại thời điểm đó, học viên thường phải trả ít nhất $150 cho mỗi giờ học. Số tiền không nhỏ đối với một cô sinh viên năm nhất. Lúc đó mình đi kèm toán một tuần thì mình chỉ đi học được một giờ thôi. Nhưng mà tại vì đó là ước mơ của mình nên mình phải làm theo thôi. Thì gia đình của Anh Thư cũng rất là khó khăn, nên là ba mẹ thiệt ra cũng không có điều kiện để giúp mình nữa. Học bay thiệt ra không phải dành cho những người da màu giống như là trường hợp của mình. Tại Mỹ, để có thể lấy được bằng lái máy bay cơ bản nhất, học viên phải bỏ ra ít nhất $10,000 với 60 giờ bay. Mỗi một điều kiện thời tiết, mỗi một loại máy bay đòi hỏi những bằng bay khác nhau. Tổng cộng Anh Thư nghĩ là mình có được 10 cái bằng lái máy bay. Lần đầu tiên Anh Thư solo bay một mình thấy rất là hạnh phúc, như là mình đã chinh phục được bầu trời rồi. Mình đã trở thành phi công. Từ lúc mà Anh Thư có quyết định là muốn học bay và tới ngày mà mình trở thành giáo viên, giảng viên dạy ở trường bay thì tốn khoảng là 12-13 năm. Trong một thời gian ngắn, Anh Thư để dành hết tài khoản của mình để trả tiền chi phí để học bay, nên là mình lại ngủ trong xe của mình. Rồi sau đó thầy của Anh Thư thấy mình rất là tội nghiệp, nên thầy nghĩ là thôi thầy cho phép Anh Thư vào trong sân bay, tạm thời ngủ ở sân bay ban đêm. Mình không dám nói với ba mẹ, tại vì mình biết nói với ba mẹ thì ba mẹ sẽ rất là đau lòng, và ba mẹ nhất định là không cho phép mình làm chuyện này, nên mình không bao giờ nói với ba mẹ. Lần đầu tiên học sinh thấy mình thì họ cũng không vui lòng, tại vì thấy mình là phụ nữ rồi mình là người da màu nữa. Thường phi công ở đây là nam và người da trắng, nên là mình thấy mình nhiều lúc không phải là chỗ của mình. Chứng kiến và bản thân cũng nếm trải những định kiến dành cho nữ giới trong ngành hàng không, Anh Thư thấy mình phải có trách nhiệm làm một điều gì đó táo bạo. Cô muốn trở thành nữ phi công đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới để mang đến động lực cho những người phụ nữ dám theo đuổi đam mê với bầu trời. Kinh phí cho chuyến đi này dự kiến là khoảng $1,000,000. Một mình lái máy bay qua 4 lục địa,
26 sân bay sẽ có vô vàn thách thức chờ đợi anh Thư ở phía trước, nhưng ít nhất lúc này cô không cô đơn. Tôi nghĩ rằng đây là một dự án rất tham vọng và tôi từng khá hoài nghi về khả năng cô ấy có thể thực hiện được. General Harrison cũng giúp đỡ anh Thư rất nhiều về chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Tôi phải nói là rất ấn tượng với những gì mà anh Thư đã làm được cho dự án này. Và tôi nghĩ rằng rất khó để cho bất kỳ người Mỹ chính gốc nào, dù đến từ đâu, có thể làm được những điều mà anh Thư đã làm. Bởi cô ấy là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi cảm thấy có nghĩa vụ và vinh dự được hỗ trợ anh Thư. Tôi từng là phi công máy bay chiến đấu tại Việt Nam và tôi nghĩ rằng nước Mỹ vẫn còn nợ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Đầu tiên là bởi họ đã sát cánh với chúng ta trong cuộc chiến Việt Nam. Và thứ nhì là bởi họ đã không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng từ nước Mỹ năm 1975. Một trong 25 quốc gia mà anh Thư sẽ bay đến, trong đó có Việt Nam. Và anh Thư sẽ về lại Phú Yên. Lúc mình rời Việt Nam, mình chỉ là một cô bé nhỏ, sống trong một làng rất là nghèo khổ. Nhưng bây giờ mình đã trở thành được phi công và trở về làng.